Chương trình Vietfest Tonight được bảo trợ bởi. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Planet Coffee Roasters được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ, với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị. Được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, một đổi một, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Đây là chương trình Vietfest Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Vietfest Tonight. Kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023. Và bây giờ là các bản tin chính. Chính phủ Ai Cập tiếp nhận 28 trẻ sơ sinh đến từ bệnh viện Al-Shifa. Phiến quân Houthi công bố một đoạn video trong vụ cướp tàu hàng Galaxy Leader. Phóng viên CNN vào bệnh viện Al-Shifa cùng lực lượng Do Thái IDF. Hệ thống hầm ngầm dưới bệnh viện Al-Shifa đã được xây dựng nhiều thập niên trước. Cựu CEO của OpenAI, ông Sam Altman, gia nhập công ty Microsoft. Công bố thời gian và địa điểm tổ chức các cuộc tranh luận tổng thống cho cuộc tổng tuyển cử 2024. Quản lý bệnh tiểu đường trong dịp nghỉ lễ là cuối năm. Thời tiết khắc nghiệt có thể đe dọa những chuyến du hành trong dịp lễ năm nay. Và cuối cùng sẽ là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết được mở đầu với Thanh Thảo sau đây. Bản tin đầu tiên liên quan đến việc chính phủ Ai Cập tiếp nhận 28 trẻ sơ sinh đến từ bệnh viện Al-Shifa trong ngày thứ Hai. Theo một quan chức chính phủ Ai Cập, 28 trẻ sơ sinh từ bệnh viện Al-Shifa đã đến Ai Cập từ dải Gaza tại cửa khẩu Rafah. Nguồn tin chính phủ Ai Cập cho biết thêm 4 bà mẹ và 6 y tá đi cùng các em bé sẽ được chuyển đến hai bệnh viện riêng biệt ở Ai Cập để điều trị. Xe cứu thương chở những em bé sinh non, ốm yếu vượt qua biên giới Rafah vào Ai Cập để được điều trị cứu sống ngày thứ Hai. Hàng loạt chuyên gia y tế đang chờ đợi trong lồng ấp để chăm sóc họ. Tại Gaza, thì nguồn tin từ Hội Lưỡi Liềm Đỏ Palestine viết tắt là PCRS cũng xác nhận rằng vào ngày Chủ nhật, 31 trẻ sơ sinh cũng đã được chuyển từ bệnh viện Al-Shifa đến bệnh viện Emiriati ở miền nam Gaza. Sáng thứ Hai thì một em bé được xuất viện ở Gaza và cùng cha mẹ về nhà ở nơi trú ẩn tạm thời. Hai em bé khác được điều trị tại đơn vị ICU của Bệnh viện Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một em chưa rõ danh tính nhưng sức khỏe tốt và em bé thứ ba ở lại vì cha mẹ của em hiện đang ở miền bắc của dải Gaza. Dẫn lời các bác sĩ tại Bệnh viện Rafah, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trước đó, các em bé đã phải chống chọi với bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và 11 em đang trong tình trạng nguy kịch bởi vì thiếu vật liệu y tế tại Al-Shifa. Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF, cơ quan đã làm việc với các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc và Hội Lưỡi Liềm Đỏ Palestine để thực hiện việc di tản, đã cảnh báo hôm Chủ nhật rằng tình trạng của các em bé đang tệ hại đi nhanh chóng. Họ cho biết cuộc di tản diễn ra trong điều kiện hết sức nguy hiểm và theo sau cái chết bi thảm của một số em bé khác và sự sụp đổ hoàn toàn của tất cả các dịch vụ y tế tại bệnh viện Al-Shifa. Al-Shifa là bệnh viện lớn nhất của Gaza, đã trở thành điểm nóng trong cuộc chiến của Israel tại vùng đất bị bao vây. Quân đội Israel cáo buộc cơ sở này đang được Hamas sử dụng làm lá chắn cho các hoạt động của mình và đã đột kích vào bệnh viện hôm thứ Tư tuần trước. Hamas và các quan chức bệnh viện đã bác bỏ tuyên bố của Israel. Lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen đã vừa công bố một đoạn video quay lại vụ cướp tàu chở hàng Galaxy Leader, xác nhận các thông tin của phương Tây trước đó rằng các chiến binh đã lên chiếc tàu này bằng trực thăng. Sự tồn tại của đoạn video cho thấy các hoạt động diễn ra vào ngày Chủ nhật đã có một thành phần truyền thông được lên kế hoạch từ trước. Những đoạn camera với độ phân giải cao gắn ở đuôi trực thăng Mi-17 đã ghi lại các chuyển động của nó khi nó tiến đến gần chiếc tàu. Khi đội ngũ lực lượng này lên máy bay có vũ trang bước ra khỏi trực thăng lao qua bon trên cùng của tàu,
thì ít nhất một người lính đã bật camera gắn trên mũ bảo hiểm để ghi lại những di chuyển của họ. Các đoạn phim được ghép lại với nhau sau đó và đã diễn biến trong vòng chưa đầy một ngày. Đoạn video cho thấy chiếc trực thăng tiếp cận từ phía sau chiếc tàu, nơi mà đội chỉ huy con tàu ít có nhìn thấy nó nhất, và trong một hoạt động có vẻ như đã được diễn tập và phối hợp kỹ càng. Đội ngũ đi lên tàu di chuyển về phía trước dọc theo boong trên cùng từ bãi đáp của chiếc trực thăng, ẩn nấp sau các máy móc ở trên boong, lỗ thông hơi và các chướng ngại vật khác. Và sau đó thì tiến vào phòng máy, phòng hoa tiêu, giơ súng cao và hét vào các thuyền viên. Họ giơ tay và tỏ ra tuân theo các lời chỉ dẫn. Những cảnh sau cho thấy một thành viên của đội di chuyển có một boong, vừa vẫy súng vừa hô khẩu hiệu. Đoạn phim cũng cho thấy vụ tấn công xảy ra vào ban ngày. Trước đây thì đã từng có một cảnh báo của cơ quan an ninh hàng hải quốc tế là khuyến cáo các tàu hàng vận chuyển trong khu vực này chỉ nên di chuyển qua bờ biển Yemen trong bóng tối để tránh bị phát hiện. Đây là một biện pháp cảnh báo bất thường và nghiêm ngặt đối với các tàu thương mại trong một trong những tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất trên thế giới. Lực lượng nổi dậy Houthi đã kiểm soát miền Bắc Yemen vào ngày Chủ nhật đã tuyên bố họ bắt giữ một con tàu liên kết với Israel và bắt thủ thủy đoàn làm con tin. Con tàu được xác định là chiếc Galaxy Leader như chúng tôi đã kể ở trên. Bộ Quốc phòng Israel đã lên tiếng phủ nhận việc con tàu này là của Israel, nhưng cảnh báo vào ngày Chủ nhật là vụ cướp là một việc rất nghiêm trọng gây hậu quả toàn cầu. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã báo cáo có 25 thủy thủ ở trên tàu vào lúc xảy ra, và Iran là nhà tài trợ chính cho phong trào Houthi. Ông nói điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có thỏa thuận Stockholm do Liên Hiệp Quốc làm trung gian. Khi những nỗ lực đạt được hòa bình không thực tế, chúng vô tình tạo ra nhiều động cơ bạo lực hơn. Lực lượng Houthi sẽ không thể đe dọa an ninh ở Hồng Hải nếu họ không được cho phép. Để giữ cảng biển Oida ngay từ đầu thì Nawa Daswari, học giả và chuyên gia về Yemen tại Viện Trung Đông, đã nói như trên. Vẫn trở lại Gaza, và thưa quý vị, phóng viên CNN và bệnh viện Al-Shifa cùng với lực lượng Do Thái IDF. Nhiều nguồn tin quốc tế và địa phương đã loan tải bệnh viện Al-Shifa đã trở thành trung tâm của cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza. Lực lượng Israel, viết tắt là IDF, cho biết Hamas đã sử dụng bệnh viện này như là một trung tâm chỉ huy ngầm, mặc dù Hamas và bệnh viện phủ nhận điều đó. Hôm Chủ nhật, quân đội Israel đã công bố đoạn video mới cho thấy bên trong một đường hầm được gia cố bằng bê tông trong khuôn viên của bệnh viện. Phóng viên Oren Lieberman của đài CNN đã vào giải Gaza cùng với lực lượng phòng thủ Israel IDF vào đêm thứ Bảy vừa qua để nhìn tận mắt và đưa tin kèm với hình ảnh video về trục đường hầm và những gì nằm ở bên dưới. Ông Oren Lieberman đã tường thuật rằng, từ Tel Aviv, chúng tôi đã ở giải Gaza vào khoảng 6 tiếng đồng hồ. Chúng tôi vượt qua hàng rào biên giới từ Israel và Gaza lúc 9 giờ tối và chúng tôi đã không ra ngoài cho đến 3 giờ sáng. Phần lớn thời gian đó được dành để di chuyển bên trên những con đường vô cùng tối tăm. Những người lái xe của chúng tôi có kính nhìn ban đêm và chúng tôi ở trong bóng tối gần như hoàn toàn. Nhưng mục tiêu của chuyến đi và chuyến thăm này là để xem trục đường hầm lộ thiên tại khu phức hợp bệnh viện Al-Shifa. IDF đã hứa hẹn bằng chứng cụ thể rằng Hamas đang ở bên dưới bệnh viện này và sử dụng khu bảo tồn của chính bệnh viện để bảo vệ cái mà họ gọi là cơ sở hạ tầng khủng bố bên dưới lòng đất. Đường hầm này mới được khám phá chỉ một hoặc là hai ngày trước đó. Ngay cả vào lúc nửa đêm, chúng tôi chỉ có thể thắp một chút ánh sáng lên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ lối vào trục đường hầm. Tuy không thể nhìn thấy chiều sâu của trục hầm xuống lòng đất, nhưng rõ ràng đó là một cấu trúc bê tông chắc chắn và người sử dụng có thể đi thẳng xuống. Sau đó thì lực lượng IDF đã phát hành video khi họ gửi những máy móc chuyên dụng vào đường hầm. Và từ đó, người ta có thể nhìn thấy một cầu thang xoắn ốc mà IDF nói là đi sâu xuống tới 10 mét, tức là vào khoảng 33 feet, dưới lòng đất. Và nối tiếp là một đường hầm dài tiếp tục chạy ngang dài khoảng 55 mét, tức là vào khoảng hơn 150 feet một chút. Ở cuối đường hầm có một cánh cửa kim loại chắc chắn. IDF nói rằng họ chưa mở cánh cửa đó ngay bây giờ vì họ sợ nó bị mắc kẹt hoặc là có thuốc nổ. Trên thực tế thì tại thời điểm này IDF chưa hoạt động ngầm nhiều vì cứ địa này chính là nơi Hamas thực sự có lợi thế. Vì vậy họ đang cố tìm cách giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả vì họ biết nơi này gần như là thành trì của Hamas. Tuy nhiên mấu chốt ở đây là cố gắng chứng minh rằng Hamas đã sử dụng bệnh viện phía trên để bảo vệ trụ sở của họ ở bên dưới. Điều mà hầu như ai cũng biết hơn 10 năm nay là khủng bố quân Hamas có hệ thống đường hầm khắp dải Gaza.
Câu hỏi quan trọng ở đây là liệu đường hầm có nằm trong khu phức hợp của bệnh viện Al-Shifa hay không? Tuy Hamas và giới chức bệnh viện đã nhiều lần phủ nhận, nhưng những gì mà chúng ta nhìn thấy cả trong video lẫn tận mắt được cho là bằng chứng thuyết phục nhất cho đến nay, cho thấy rõ ràng có thứ gì đó ở dưới lòng đất, ít nhất là một đường hầm kiên cố. IDF đang tiếp tục chứng minh điều này trong khi uy tín của Israel, uy tín của lực lượng IDF và khả năng IDF tiếp tục theo đuổi cuộc chiến này đang bị đe dọa, trong khi những lời chỉ trích quốc tế đang gia tăng đối với chiến dịch của họ tại dải Gaza. Cũng liên quan đến hệ thống đường hầm nằm dưới khu vực phức hợp của bệnh viện Al-Shifa, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì cựu thủ tướng Do Thái ông Ehud Barak đã cho biết rằng Israel là người đã chính là tác giả đã xây dựng hầm trú ẩn từ nhiều thập niên trước bên dưới khu vực bệnh viện Al-Shifa tại thành phố Gaza. Người ta đã biết từ nhiều năm rằng là đã có các bong ke ban đầu được xây dựng bởi các nhà xây dựng Israel ở phía dưới Shifa mà đã được sử dụng làm sở chỉ huy của Hamas hiện nay. Và một loạt các giao lộ của một số đường hầm là một phần nằm trong hệ thống đường hầm này, ông đã nói với phóng viên Christian Amanpour của CNN trong một cuộc phỏng vấn. Và cựu thủ tướng Ehud Barak cũng nói thêm, có lẽ đây không phải là sở chỉ huy duy nhất của lực lượng Hamas, một số khác còn nằm trong các bệnh viện khác hoặc ở những nơi nhạy cảm khác trong thành phố Gaza, nhưng nó chắc chắn đã được Hamas sử dụng ngay cả trong cuộc xung đột này. Israel đã chiếm được Gaza từ Ai Cập năm 1967 và đã từng giữ vùng lãnh thổ này dưới sự chiếm đóng quân sự hoàn toàn của lực lượng quân đội Israel cho đến tận năm 2005, khi mà nước này rút người định cư và binh lính của mình trong một hành động được xem là tạm rút lui. Và sau đó thì Hamas đã nắm toàn quyền kiểm soát khu vực 2 năm sau đó. Cựu thủ tướng Barak nói có lẽ đây, cách đây 5 hoặc 4 thập kỷ, chúng tôi đã giúp người Palestine xây dựng những bong ke này để có thêm không gian cho các hoạt động của bệnh viện trong phạm vi rất hạn chế của khu phức hợp này. Và nay, nó đã được Hamas sử dụng. Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến tình hình tại Israel, thưa quý vị, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Matt Miller cho biết ngày hôm nay, sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc đã triệu tập các đối tác Ả Rập tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nói rằng, và ông Matt Miller nói, Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh việc Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng đối với tình hình tại Trung Đông. Phát biểu trong cuộc họp báo, thì ông Matt Miller lưu ý là Ngoại trưởng Antony Blinken đã cá nhân nói một cách rõ ràng về chuyện này trong một số các cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trước đây. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matt Miller cũng nhấn mạnh rằng một trong những điều mà chúng tôi đã nghe nhiều lần từ mọi bên mà chúng tôi tham gia trong chuyến đi vừa qua là sự không thể thiếu Hoa Kỳ trong mọi khía cạnh của cuộc xung đột này, cho dù đó là việc nhận được hỗ trợ nhân đạo hay không và liệu nó có đến hay không để ngăn chặn xung đột lan rộng. Và ông Matt Miller cũng lưu ý rằng chính Hoa Kỳ có thể đàm phán một thỏa thuận để bắt đầu cung cấp các hỗ trợ nhân đạo cho Gaza sau ngày 7 tháng 10. Bên cạnh đó, thì phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby vào ngày hôm nay cũng lên tiếng cho biết rằng hiện nay thì các nhà đàm phán đang tiến gần đến đích trong việc thỏa thuận để thả các con tin bị Hamas bắt giữ. Nhưng ông từ chối nêu chi tiết về các chi tiết của một thỏa thuận tiềm năng. Và ông John Kirby cũng từ chối bình luận về đoạn phim mà hãng TV của Trung Quốc CCTV mà Israel cho biết có thấy hai con tin được chuyển qua khu vực bệnh viện Al-Shifa ở dải Gaza vào ngày 7 tháng 10. Ông John Kirby nói, tôi biết rằng mọi người hiện nay đang quan tâm đến những con số. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này theo đúng nghĩa đen của nó trong thực tế với cả hai phía. Vì vậy tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không suy đoán xem nhóm đó sẽ trông như thế nào. Rõ ràng chúng tôi đang tập trung hướng về sự chú ý của chúng tôi về các công dân Hoa Kỳ đang còn nằm trong tay của lực lượng Hamas và chúng tôi muốn họ sẽ an toàn trở về và tất cả những nỗ lực đang được đàm phán. Sang qua bản tin về kỹ thuật, cựu CEO của công ty OpenAI là ông Sam Altman gia nhập công ty Microsoft. Giám đốc điều hành bị truất phế của công ty OpenAI là ông Sam Altman sẽ gia nhập công ty Microsoft để lãnh đạo một nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới của công ty Microsoft. Microsoft là nhà đầu tư lớn nhất của OpenAI, là công ty mẹ của ứng dụng đang được chuộng là ChatGPT. Công ty Microsoft đã thuê ông Altman chỉ vài ngày sau khi ông bị sa thải khỏi công ty do chính ông đồng sáng lập. Các chi tiết xung quanh cuộc họp và quyết định sa thải ông Altman của hội đồng quản trị OpenAI vẫn còn mơ hồ.
nhưng yếu tố quan trọng được cho là vì ông Alman thúc đẩy nỗ lực phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ hơn và dẫn đến căng thẳng với hội đồng quản trị. Đa số là những người có quan điểm thận trọng hơn. Sự ra đi của ông Sam Altman kéo theo sự ra đi của các giám đốc điều hành cao cấp khác, bao gồm cả người đồng sáng lập Greg Brockman. Trong khi đó, thì ông Emmett Shear là cựu giám đốc điều hành của dịch vụ phát trực tuyến Twitch của công ty Amazon sẽ gia nhập công ty OpenAI với tư cách là giám đốc điều hành tạm thời. Đó là một sự thay đổi lớn khác nhằm cân bằng quyền lực đối với trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới quan trọng nhất trong nhiều thập niên. Hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 11, một người đồng sáng lập khác của OpenAI là ông Greg Brockman cũng đã gia nhập Microsoft, nhà tài trợ tài chính lớn nhất cho công ty khởi nghiệp này. Brockman thôi giữ chức chủ tịch OpenAI sau khi ông Altman bị sa thải. Với khoản đầu tư 13 tỷ Mỹ Kim thì Microsoft là cổ đông lớn nhất của OpenAI. Altman sẽ là giám đốc điều hành của một nhóm mới, CEO của Microsoft, Nadella cho biết trong bài đăng của mình. Cổ phiếu của Microsoft đã tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch tiếp thị trước hôm thứ Hai. Việc ông Altman chuyển đến Microsoft đã chấm dứt những đồn đoán gây sốt ruột cuối tuần rằng hội đồng quản trị OpenAI có thể xoay chiều và tuyển dụng lại doanh nhân kèm nhà đầu tư đang thành đạt ở thung lũng Silicon. Trong một bức thư ngỏ hồi sáng thứ Hai, thì hàng trăm nhân viên của OpenAI đã kêu gọi hội đồng quản trị của OpenAI phải từ chức và cáo buộc hội đồng quản trị này đã giải quyết sai việc sa thải ông Altman, đồng thời đe dọa nghỉ việc và chuyển đến Microsoft cùng với ông Altman. Sau thông báo về việc chuyển sang Microsoft hôm thứ Hai, ông Altman đã đăng trên mạng xã hội X, tức là trước đây là Twitter, và nói rằng chúng tôi có sự đoàn kết, cam kết và sự tập trung hơn bao giờ hết. Tất cả chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau bằng cách này hay cách khác và tôi rất phấn khởi với một nhóm làm cùng một nhiệm vụ. Hôm nay thứ Hai, Ủy ban chuyên phụ trách vấn đề tranh luận Tổng thống đã đưa ra thông báo là cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên sẽ diễn ra giữa tháng 9 năm 2024. Và với thời gian này thì nó đã thiết lập một lịch trình tranh luận tổng thống bắt đầu sớm nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Ủy ban lưỡng đảng, cơ quan đã tài trợ cho tất cả những cuộc tranh luận ứng cử viên tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử kể từ khi thành lập năm 1987, sẽ tổ chức 3 cuộc tranh luận vào năm tới, với cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra ngày 16 tháng 9. Tại trường đại học của bang Texas ở San Marcos, Texas. Cuộc tranh luận thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 tại trường đại học Virginia ở Petersburg, Virginia. Và cuộc tranh luận thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10 tại đại học Utah ở thành phố Salt Lake. Cũng sẽ có một cuộc tranh luận của các ứng cử viên tổng thống diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tại Lafayette College ở Eastern Pennsylvania. Thông thường thì một cuộc tranh luận đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Vào năm 2020 thì cuộc tranh luận đầu tiên đã diễn ra vào ngày 29 tháng 9. Nhưng trong bối cảnh tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong thời kỳ đại dịch gia tăng, thì chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump đã kêu gọi cần tổ chức thêm một cuộc tranh luận vào đầu tháng 9. Việc điều chỉnh lịch trình này cũng có nghĩa là các cuộc tranh luận sẽ kết thúc sớm hơn và người ta sẽ có 27 ngày kể từ cuộc tranh luận cuối cùng cho đến ngày bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Con số này so với 12 ngày vào năm 2020 và 20 ngày vào năm 2016. Vào năm ngoái, thì Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu rút khỏi việc tham gia vào Ủy ban và Chủ tịch của Đảng Cộng Hòa là Ronald McDaniel vào thời điểm đó đã nói rằng Ủy ban đó thiên vị và đã từ chối thực hiện những cải cách đơn giản và hợp lý. Trong khi trường đại học Utah tổ chức cuộc tranh luận phó tổng thống năm 2020 thì 3 trường còn lại sẽ lần đầu tiên tổ chức một số các cuộc tranh luận với đồng chủ tịch của ủy ban lưu ý rằng đại học tiểu bang Virginia sẽ là trường cao đẳng hoặc đại học đầu tiên trong lịch sử của người da đen tổ chức một cuộc tranh luận về cuộc bầu cử. Tất cả những cuộc tranh luận nói trên sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ và sẽ kéo dài trong vòng 90 phút. Không có thời gian để quảng cáo thương mại theo tuyên bố của ủy ban. Nhưng thông tin chi tiết về định dạng và người điều hành hiện nay vẫn chưa có và người ta nói rằng tất cả những điều này sẽ được công bố vào năm tới. Cái đó là bản tin liên quan đến sức khỏe, quản lý bệnh tiểu đường trong dịp nghỉ cuối năm. Đây là giờ phút đáng nhớ nhất trong năm, bao gồm những buổi họp mặt ngày lễ về ẩm thực là tâm điểm. Nhưng nếu quý vị là một trong hàng triệu người Mỹ mắc bệnh tiểu đường, thì những buổi gặp mặt này có thể là một thách thức về sức khỏe. Sau đây là vài cách để kiểm soát bệnh tiểu đường, đồng thời tận hưởng những dịp họp vui cuối năm.
Bác sĩ Kitty White là bác sĩ nội tiết Trung tâm Y tế Wexner của Trường Đại học Tiểu bang Ohio đã khuyên: bạn phải suy nghĩ trước, hãy lập kế hoạch trước và đoán xem loại thực phẩm nào sẽ ở đó, và tùy thuộc vào loại bệnh tiểu đường 1 hoặc là 2, người bệnh sẽ cần những cách tiếp cận khác nhau. Bác sĩ Kitty White cũng giải thích, người mắc bệnh tiểu đường loại 1 phải tìm ra kế hoạch kết hợp insulin với thức ăn của họ. Người mắc bệnh tiểu đường loại 2 thì phải đặt các câu hỏi về loại thực phẩm nào có thể là chọn lựa lành mạnh và làm sao tôi vẫn có thể vui vẻ nhưng không ăn quá nhiều. Để quản lý bệnh tiểu đường, bác sĩ White nói hãy tuân thủ lịch trình dinh dưỡng bằng cách ăn càng gần thời gian thường lệ càng tốt và mang theo thức ăn nhẹ để đề phòng. Hãy thưởng thức những món ăn ngon trong dịp lễ một cách có chừng mực, nhưng hãy chú ý đến những thực phẩm nào mà bạn chọn với việc nghiên cứu trước về loại thực phẩm đó, xem có phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình hay không. Bác sĩ White cảnh báo, nếu bạn biết có bao nhiêu đường trong chiếc bánh pecan pie thì có lẽ bạn sẽ không bao giờ ăn nó nữa. Bà White thêm rằng người tiêu thụ nên chú ý về chất bột trong thực phẩm và tránh thức uống có đường cũng như rượu. Nếu bạn là đầu bếp trong bữa tiệc thì hãy thử dùng các loại thảo mộc tươi hoặc là nước chanh làm gia vị thay vì nhiều muối. Và hãy duy trì hoạt động vì điều quan trọng là ổn định lượng đường trong máu. Bác sĩ Kitty White nói thêm, bạn không cần phải chạy marathon mà chỉ cần đi bộ, đi dạo sau một bữa ăn nhiều có thể thực sự tốt cho bạn và giúp cho bạn duy trì sức khỏe cũng như giúp làm giảm lượng đường trong máu của bạn. Vâng, thưa quý vị, những ngày trước lễ tạ ơn thường là những ngày bận rộn nhất đối với việc đi lại. Dự kiến là thời gian này sẽ chứng kiến một loạt thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ lễ của hàng triệu người Mỹ khi họ trở về gia đình đi thăm người thân. Một cơn bão mạnh sẽ di chuyển về phía đông trong vài ngày tới, mang theo một số rủi ro bao gồm mưa lớn, gió mạnh và bão dữ dội đến phân nửa phía đông của đất nước, có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc du hành. Thứ hai, đang hình thành một ngày đầy biến động với 10 triệu người có nguy cơ hứng chịu những cơn bão dữ dội trên một khu vực trải dài từ phía đông Texas đến vùng hạ lưu thung lũng Mississippi và đến phía tây Alabama. Những cơn bão dự báo sẽ tấn công vào cuối buổi chiều trên khắp miền đông Texas, sau đó sẽ đi qua Louisiana và cuối cùng tiến vào miền tây Alabama trong suốt buổi chiều và buổi tối. Điều mà các nhà dự báo đặc biệt quan tâm là nguy cơ xảy ra lốc xoáy mạnh và kéo dài có thể xảy ra sau khi mặt trời lặn. Lốc xoáy vào ban đêm có nguy cơ gây chết người cao gấp đôi so với lốc xoáy vào ban ngày, vì lúc đó người ta đang ngủ. Mặc dù gió gây thiệt hại và lốc xoáy là những rủi ro chính, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng xảy ra những cơn mưa đá lớn. Nguy cơ mưa lớn cũng sẽ hiện hữu, nhưng tốc độ của hệ thống này có thể sẽ hạn chế vấn đề lũ quét. Thành phố Jackson ở Mississippi, Alexandria ở Shreveport và New Orleans ở Louisiana và Mobile ở Alabama đều là các khu vực có nguy cơ bị bão dữ dội trong ngày hôm nay thứ hai. Và đây là một mùa thu yên tĩnh khi có thời tiết khắc nghiệt. Với ngày thứ hai có mối đe dọa lốc xoáy đáng kể đầu tiên kể từ cuối tháng 8 vừa rồi đối với bất kỳ nơi nào trên khắp đất nước. Các trung tâm, các phi trường lớn có thể bị chậm trễ do mưa hoặc bão vào ngày hôm nay, bao gồm ở các thành phố Chicago, Kansas City, St. Louis, Dallas, Houston và New Orleans. Vào ngày thứ ba, ngày mai thì hệ thống bão lớn được dự báo sẽ di chuyển về phía đông và mang theo mưa đến một số các vùng Trung Đại Tây Dương và Ngũ Đại Hồ ở Chicago, cũng như là lượng mưa mùa đông cho vùng nội địa khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ. Và cuối cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chứng khoán tăng vọt hôm thứ hai để bắt đầu một tuần nghỉ lễ tạ ơn, được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ về công nghệ do Microsoft và Nvidia dẫn đầu. Đây là ngày tăng thứ năm liên tiếp của các chỉ số S&P 500 và Nasdaq thiên về công nghệ. Cổ phiếu Microsoft đã tăng 2%, đạt mức cao nhất mới trong 52 tuần, sau khi CEO Satya Nadella cho biết cựu giám đốc của OpenAI là Sam Altman sẽ gia nhập công ty khổng lồ về công nghệ Microsoft để lãnh đạo một nhóm nghiên cứu AI mới. Cổ phiếu nhà sản xuất chip điện tử Nvidia cũng tăng thêm 2.3%, đóng cửa mức cao nhất mọi thời đại đối với cổ phiếu trước báo cáo thu nhập vào chiều thứ ba. Lĩnh vực công nghệ và dịch vụ truyền thông tăng điểm nhiều nhất trong S&P 500, lần lượt tăng 1.5% và 1%. Palo Alto Network tăng 5.2% và Intel tăng 2.1%. Trong khi đó, thì Paramount tăng 5.6%, tiếp theo là Netflix tăng 1.8%. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào ngày thứ năm do nghỉ lễ tạ ơn. Thứ sáu cũng sẽ là một ngày giao dịch rút ngắn. Giao dịch quanh kỳ nghỉ lễ tạ ơn đã biến động trong những năm gần đây, nhưng tháng 11 thông thường vẫn là tháng có thành quả tốt nhất đối với chỉ số S&P 500, theo Stock Traders Almanac.
Và các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones tăng 203.76 điểm, tương đương với 0.58%, kết thúc ở mức 35.151.04. Chỉ số S&P 500 tăng 33.36 điểm, tương đương với 0.74%, kết thúc ở mức 4.547.38. Chỉ số Nasdaq tăng 159.05 điểm, tương đương với 1.13%, kết thúc ở mức 14.284.53. Giá vàng giảm 450 Mỹ Kim, tương đương với 0.23%, đóng cửa ở mức 1.980.20 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô tăng 1.61 Mỹ Kim, tương đương với 2.12%, và đóng cửa ở mức 77.50 Mỹ Kim một thùng. Phần tin tức ngày hôm nay được bảo trợ bởi McDonald's. Điều gì cũng có thể xảy ra, không chỉ là một câu nói suông. Chúng ta lớn lên chứng kiến sự thành công của cha mẹ. Chúng ta dành thời giờ cho việc học, chơi game và cho nhau. Có thể chúng ta chưa hiểu hết mọi chuyện về cuộc đời, nhưng chúng ta không đơn độc. Với các chương trình như APA Next, McDonald's đã kết nối và nâng cao tinh thần cho sinh viên người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương trong nhiều năm qua. Để tìm hiểu thêm về các tài nguyên, hội thảo và các chương trình khác của chúng tôi, hãy truy cập vào apanext.com. Suy cho cùng, chúng ta không hề tưởng tượng ra tương lai của mình, mà chúng ta đang quyết định cho tương lai đó. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần tin tức tối nay của Việt Face Tonight cùng với Thanh Thảo và Anh Dũng. Xin cầu chúc quý khán giả một buổi tối an lành. Xin hẹn gặp lại trong bản tin này ngày mai. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Planet Coffee Roasters được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ, với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị. Được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuân Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuân Diệp, dầu bạc hà, dầu ultra heat và dầu paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Bạn hiện đang nhận các phúc lợi chính phủ như Medicaid, SNAP, Food Stamps, SSI, WIC, trợ cấp nhà ở công, học bổng Pell Grant hoặc thu nhập của bạn nằm dưới mức nghèo theo quy định liên bang. Nếu có, hãy nhanh tay đăng ký với AirTalk Wireless ngay hôm nay để nhận điện thoại iPhone 7, Samsung Galaxy S9 hoặc Motorola hoàn toàn miễn phí. Bạn cũng sẽ nhận được tặng gói cước với data, cuộc gọi và tin nhắn không giới hạn mỗi tháng thông qua chương trình Lifeline và Affordable Connectivity Program do chính phủ tài trợ. Ngoài ra, bạn có thể mua máy tính bảng chỉ với giá 10 Mỹ Kim và 1 xu. Ưu đãi hoàn toàn miễn phí này không yêu cầu hợp đồng, không tính lệ phí hàng tháng và không có khoản phí ẩn. Hãy truy cập airtalkwireless.com ngay hôm nay để ghi danh nhận ưu đãi. Khai trương HQ Sing có chương trình khai trương tưng bừng vào thứ Bảy ngày 30 tháng 9. Có 100 phần quà cực kỳ hấp dẫn dành cho tất cả các khách tham quan đang chờ đón bạn tại cửa hàng HQ Sing. Phần chính của chương trình sẽ là cuộc thi hát karaoke với 3 giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Giải nhất sẽ là một set karaoke miễn phí trị giá $3,000 và cộng thêm $1,000 tiền mặt. Giải nhì sẽ là combo micro và mixer trị giá $1,100 và cộng thêm $300 tiền mặt. Cuối cùng là giải ba sẽ được một combo micro và mixer trị giá $950 và $200 tiền mặt.
Chưa hết. Nhân dịp ngày khai trương, HQ Sing có chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt. Các sản phẩm như mua 1 tặng 1, giảm 50% và giảm trực tiếp $1,000 cho một số dàn karaoke.